Theo thông tin từ Cục Nghệ thuật biểu diễn, Liên hoan cải lương toàn quốc năm 2024 sẽ được diễn ra từ ngày 25 tháng 10 đến ngày 15 tháng 11 tại Trung tâm Văn hóa thành phố Cần Thơ. Liên hoan dự kiến sẽ thu hút sự tham gia của gần 1.500 nghệ sĩ, diễn viên đến từ hơn 30 đơn vị đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp. Liên hoan cải lương toàn quốc là sân chơi nghệ thuật mang đến cơ hội dành cho các nghệ sĩ, diễn viên thể hiện được tài năng, giao lưu học hỏi, mang tới những luồng gió mới dành cho nghệ thuật cải lương. Đây cũng là dịp để cơ quan quản lý văn hóa và lãnh đạo các đơn vị nghệ thuật tìm kiếm, phát hiện ra những tài năng trẻ cải lương triển vọng để từ đó lên kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, định hướng phát triển phù hợp. Dự kiến năm nay, các nghệ sĩ diễn viên sẽ mang đến 34 vở diễn đặc sắc. Ban tổ chức không giới hạn về đề tài các vở diễn, tuy nhiên khuyến khích truyền tải nội dung hưởng ứng cuộc vận động, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.